cô vui mừng chào đón các con đã quay trở lại với khóa học lớp 4 của trang web olm.vn. Các con thân mến, trên đây cô có một ngọn nến đang cháy. Vậy, làm thế nào để ngọn nến này tắt mà không cần thổi nến? Để trả lời câu hỏi này, thì cô và các con cùng nhau đến với nội dung của bài 5. Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành. Nội dung bài học gồm 4 phần chính. Vai trò của không khí đối với sự cháy. Vai trò của không khí đối với sự sống. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành. Trong video này thì cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu hai phần đầu tiên. Cô mời các con đến với thí nghiệm sau đây. Ở thí nghiệm này thì cô đã chuẩn bị 3 ngọn nến hoặc cũng có thể là 3 cốc nến, diêm, 2 lọ thủy tinh, trong đó một lọ có kích thước nhỏ và một lọ có kích thước lớn. Cùng cô bắt đầu thí nghiệm này nhé! Cô sẽ thắp cả 3 ngọn nến và cô sẽ đặt là A, B, C. Sau đó, úp lọ thủy tinh nhỏ vào cây nến B. Úp lọ thủy tinh lớn hơn vào cây nến C. Thí nghiệm này có sử dụng lửa nên cần hết sức cẩn thận để tránh bị bỏng và chúng ta cần làm dưới sự giám sát của người lớn. Các con hãy quan sát và cho biết ngọn nến nào sẽ tắt đầu tiên? Chúc mừng các con đã trả lời đúng rồi đấy. Ngọn nến B sẽ tắt nhanh nhất, sau đó là đến ngọn nến C. Nguyên nhân là do không khí ở chỗ ngọn nến B ít nhất, sau đó là đến ngọn nến C. Còn ở ngọn nến A, có không khí ở xung quanh, nên nó chỉ tắt khi hết nến. Như vậy, có thể thấy không khí cần cho sự cháy. Tiếp theo, các con hãy cùng thử để tay trước mũi, ngậm miệng lại rồi hít vào và thở ra. Sau đó, lấy tay bịt mũi, ngậm miệng lại. Các con cảm thấy như thế nào trong mỗi trường hợp? Rất tốt! Khi để tay ở trước mũi, ngậm miệng lại rồi hít vào và thở ra, thì các con sẽ thấy có một luồng gió nhẹ từ mũi thổi vào tay. Còn khi các con lấy tay, bịt mũi và ngậm miệng lại, thì các con sẽ cảm thấy khó thở. Từ đó, chúng ta tiếp tục đưa ra kết luận tiếp theo. Không khí có vai trò duy trì sự sống. Trên đây cô có một chậu cây và một con gián được đựng ở trong lọ. Sau đó, cô tiến hành đậy kín chậu cây và đậy kín lọ đựng gián. Vậy, sau một thời gian thì cây và con gián sẽ như thế nào? Chúc mừng các con đã trả lời đúng rồi đấy. Sau một thời gian đậy kín, thì cả cây và con gián đều sẽ chết. Như vậy, càng chứng tỏ không khí cần cho sự sống. Tiếp theo, cô lại có hình ảnh bể cá. Và ở trong bể cá này, người ta đã sử dụng sục không khí. Vậy, sục không khí cho vào bể cá có tác dụng gì? Các con hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé! Đúng rồi! Sục không khí vào bể cá để tăng lượng không khí trong nước, duy trì sự sống cho cá. Bên cạnh đó, trong các nhà kính trồng rau thì thường có các cửa thông khí, giống như hình ảnh trên đây. Những chiếc cửa thông khí này thì sẽ giúp không khí được lưu thông ở trong nhà kính nhằm duy trì sự sống cho cây trồng. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những ví dụ khác chứng tỏ vai trò của không khí đối với sự sống. Ví dụ, chúng ta sẽ cảm thấy khó thở nếu như ngủ trùm kín chăn. Còn khi mở cửa sổ, thì
thì nhà sẽ được thông thoáng và chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, các con cần ghi nhớ hai nội dung chính sau đây. Đó chính là vai trò của không khí đối với sự cháy và vai trò của không khí đối với sự sống. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến OLM nhé! Cô thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo.